Rồi, em Duy Cá chào tất cả anh em nha. Thì hôm qua giờ không có video, sáng hôm nay em sẽ lên cho anh em một ít máy thùng cho anh em xem và tham khảo nha. Rồi em cũng giới thiệu luôn, thì máy thùng này thì tất cả là nó là xài điện 100V anh em nha. Và một ít thùng hơi, đó, thùng hơi đây. Nó xài điện 100V, máy điện thì xài điện 100V, còn máy hơi thì nó là sẽ là xài hơi anh em ha. Đó, rồi cái này thì là toàn bộ là em bao ship, máy điện thì bao ship và bao sóng nha. Máy điện của em bên em thì bao ship và bao sóng, còn máy hơi thì em chỉ là bao ship thôi anh em nha. Em bán sát anh không bao sóng anh em nha. Đó, em chỉ bao máy điện thôi anh em ha. Bên em chỉ là máy điện mới bao thôi, còn lại là tất cả là em bán sát hết, không có bao gì hết anh em nha. Đấy, và cái bao sóng của em máy điện thì cũng chỉ là bao máy còn hoạt động thôi, gắm vô là máy còn lên điện là ok rồi anh em ha. Còn các vấn đề khác nạt lửa kêu bật đạn gì đó thì anh em về dọn lại giúp em nha. Em không bao nghiêm chỉnh 100% về xài luôn đâu anh em nha. Hàng bên em là hàng bãi, làm bãi chứ không phải là làm thợ, cho nên là nó không có nghiêm chỉnh được anh em nha. Em không có dọn đâu anh em ha, về sau là bán vậy luôn. Đấy, và mỗi một máy một thùng thì nó sẽ có cái giá tiền khác nhau, anh em nhìn kỹ cái giá tiền và con máy, sau đó gọi trực tiếp vào hai số điện thoại để bên dưới phần tiêu đề á, rồi nhân viên sẽ chốt cho anh em theo máy, theo cái mã số ghi lên trên máy anh em ha. Chốt xong thì anh em vui lòng cọc trước cho em mỗi đơn hàng 100k trở lên, tùy theo cái con máy nặng nhẹ và giá trị bao nhiêu anh em ha. Rồi và em sẽ code về đến nhà cho anh em, khi nhận hàng anh em khui thùng ra kiểm tra đúng với hàng của mình, chọn sau đó thanh toán sau cái phần còn lại, thế là xong thôi. Và đặc biệt anh em lưu ý kỹ giùm em ha, khi nhận hàng anh em khui thùng ra kiểm tra, nếu mà bị sai sót cái gì đó thì anh em vui lòng nhờ gọi lại cho em để mà em giải quyết ngay lúc đó luôn. Nếu mà anh em nhận hàng xong mà có vấn đề gì mà anh em gửi lại cho em thì tiền ship đầu về thì anh em phải chịu anh em nha, chứ em không có chịu tiền ship đầu về anh em ha. Nên anh em vui lòng kiểm tra trước khi nhận hàng anh em ha. Đây, rồi bây giờ em sẽ quay từng mã một anh em ha. Đây, rồi mã đầu tiên. Rồi mã đầu tiên ngày hôm nay, mã 281 là một con Hitachi, con này con búa này nha. Có búa này mà tay nắm đầy đủ, đầu kẹp 13 ly, con này thì ok luôn, nói chung là nó rất là ok luôn, không có một cái gì hết em ơi, một đứa may thôi em ơi. Ơi em ơi, rồi mã đầu tiên, mã 281 400k anh em nha, con này 400 281 có thằng gì. Rồi con tiếp theo, con thứ hai điều lắp anh em nha, tán thiết đầy đủ, con này 360W, ngồi hình còn rất là ok luôn, sát to anh em nha, con này sát to. Đó, điều tóc thắng đầy đủ, 360W, con này chạy không nẹt lửa nha, ngồi hình nó còn ok luôn nha. Đó, đầu vít, đầu nó không rơ anh em ha, dây điện thì dài nè, con này sát to nè nha, con vít sát to khỏe, 360W. Rồi con này 282 450k luôn em ha. Lên cái viết khác đi, 282 450, bao sóng bao ship anh em ha. Con này sát to mấy lớn. Rồi con này con gì mà nặng dưới. Rồi à, một anh bu lông, một anh bu lông 3/4 của Makita, đầu hơi lắc nhẹ tí xíu này nha, đây hơi lắc nhẹ tí xíu, một cái đầu lủng lẳng, một cái đầu lủng lẳng và hai cái đầu trâu anh em nha, 32 đầu này, đầu 32 và lại đầu 27 sao á, đấy ba đầu đây, còn tem bảo hành của nó luôn anh em ha. Thank you.
Rồi, con này thì anh em về nhà vệ sinh lại cái mặt đạn của nó anh em nha. Dầu mỡ vô là ok luôn. Một con bu lông đầu 3/4. Con này nó là 850W. Đấy. Đầu hơi rơi nhẹ tí xíu thôi, xíu xíu thôi. Một máy, ba đầu và một cái thùng. Rồi 284 một con này hơi dơ thôi anh em nha. Đấy, hơi dơ thôi anh em, giờ vệ sinh lại nha, huyết thạch cao, có đảo chiều, dây điện đầy đủ. Này huyết thạch cao anh em nha, nó có cái thùng bây giờ đựng đồ người luôn. Một cái thùng này 250 bao ship anh em nha, bao sống luôn, giờ vệ sinh lại xài thôi anh em ha. Rồi 284 250 luôn. Rồi cái này máy pin anh em nha, 285. Nói chung là có thùng nào bán thùng đó luôn. Thùng này thì em chỉ là bao ship anh em à, không bao sóng nha. Đó, này là cắt ti ren, cắt ti ren Hitachi, con này 9/6, đầy đủ anh em nha, một máy, một pin, một sạc, một thùng. Nói chung là hình thức nó còn ok luôn nè, cắt ti ren. May cái bao con cụ lại luôn em. Lấy một cái bao bên nào chùm lên. Rồi 285 300K luôn em nha. Con này 285 300K, bao ship không, không bao sống anh em nha. Hàng pin bên em, hàng pin là hàng hơi không bao anh em nha. Rồi 286 200 luôn. Rồi cái này cũng vậy. Cái này thì bán cái thùng tặng con máy anh em ha. Máy này máy cỏ thôi. Tàu cổ ra vô bình thường nè. Này bán thùng tặng máy nè mà. Đó. Này máy này máy cỏ đây. 9/6. Có đầu mở, đầu cổ ra vô bình thường. Cái thùng này anh em giờ đựng đồ người anh em ha. Rồi 200k. Bao ship anh em nha, không bao gì hết anh em ha. Máy pin 286 200k luôn. Rồi 287 300 luôn. Đấy, hàng bên em về sao đưa đi vậy luôn, không quá vệ sinh cái gì hết anh em ơi. Cái này nó có nút đảo chiều nè, anh em về nhà mày mất nút đảo chiều rồi, anh em về nhà bỏ nút đảo chiều vô nha. Đây nè. Đó. Đầu con này thì có búa. Có búa anh em nha. Đó, qua đây có búa nè. Cái nút chuyển búa này nó chuyển mà thường không được nè, hiện tại nó đang là nút búa anh em nha. Đầu 10 ly Makita, con này nó 260W. Rồi có đầu mở, dây điện có đầu mở luôn, có một cái thùng. Anh em về con này anh em về dọn lại anh em ơi, dọn lại cả trong lẫn ngoài luôn. Máy thì còn chạy nè, bao máy sống là bao vậy thôi anh em nha, em không có bao nghiêm chỉnh đâu anh em ơi. Rồi 287 300K luôn. Rồi 288 350 luôn. Con này nó cái con gì ra, bữa giờ có 2-3 con này em bán mày không biết con gì luôn nè. Nó thục ra thục vô à. Có cái đầu này gắn vô nữa anh em nha. Này. Gắn vô cái gì á? Gắn vô nút đây nè. Anh em giờ vệ sinh lại cái đầu này gắn vô rồi. Máy gì á? Rồi, bữa giờ anh em cũng lấy mấy con này mấy con rồi. Còn nữa nè anh em lấy luôn anh em ơi. Em chịu á. Rồi 288 350 luôn. Rồi 289. Rồi một con máy pin. Máy pin này không có bao sóng anh em ơi. Mẹ nhận người làm hả mẹ? Nữ. Nhận chưa? Bây giờ mới tới.
Rồi EZ6200, con này 12V anh em nha, 12V, cục sạc có đầy đủ, đầu kẹp này này đầu này đầu to anh em nha, con này đầu to, 289 250 con này luôn anh em nha, mã 289 250 luôn, bao ship không bao sóng anh em nha. Rồi 290 300k luôn, cũng là một con bắn đinh mát, bắn đinh thạch cao anh em nha, con này bắn đinh thạch cao mát 410A. Rồi bao ship không bao sóng anh em nha, thằng binh là em bán bao ship thôi đó, con nào như con nấy anh em nha. Rồi một con mát 290 300k con này luôn em nha, anh em về tự dọn nha, 300. Rồi 291 250 luôn. Rồi con này cũng vậy luôn, bao ship không bao sóng luôn. Im bắt anh em ạ. Hàng con này im bắt nè, bắn bu lông ô tô. Đó, cái đầu này nó cứng anh em ơi. Im bắt anh em giờ tự dọn luôn nha. Đó là có ba cái đầu khẩu thôi. Ba cái đầu khẩu, một cái bóng điện như này. Cái dây điện này hơi xấu anh em nha, cái dây này hơi xấu này. Đó, impact 12V 290. À quên, 291, 250 luôn. Lấy hàng điện này em được hết. Lấy hàng điện trước. Rồi 292, 250 luôn. Con này vít thạch cao, có điều tóc là đều à. Khi đèn xuống là nó sẽ chạy hơi dơ thôi anh em ơi. Đó, một máy một thùng, một máy một thùng anh em nha, 292 250k một con này luôn anh em nha, 292 250, bao ship bao sóng nha. Mấy á thùng này cái thùng bao đẹp luôn em nha, 293. Bán cái thùng tặng máy đúng chỉnh chính xác luôn, bán cái thùng tặng máy nè em ạ. 293 250 luôn. Cái thùng thì bao đẹp mà con máy thì bao xấu luôn em ạ. Máy này thì máy không một chiều anh em nha. Con một chiều con này chả gạt lửa luôn. Anh em về dọn lại con này nha. Nó là không một chiều á. Hết chạy luôn rồi. Hết chạy luôn em ạ. Nó bị lỏng hàng anh em ha. Con này bán sát lên em ơi, bán cái thùng tặng máy anh em ha. 200k luôn, 293 200 anh em nha. Anh em về tự dọn anh em nha, con này bán sát á. 293 200. Rồi 293 350 luôn. Con này 320W nè, không có thắng này nha. Ba trăm hai mươi watt Hitachi không khác, giờ anh em vệ sinh lại xài thôi. 294 350 luôn. Sống bao ship anh em không? Rồi 295 400 luôn. Rồi cái này thì chỉ bao ship thôi, không bao sóng nè. Tại em quay lộn sàn hầu lên, cho nên con nào em chỉ nói là bao sóng, con nào bao ship không bao sóng là không bao sóng anh em nha. Thì con này là con cắt ghép thạch cao của thằng Hitachi 14W4, một sạc pin. Sạc một pin, một máy. Đấy. Này mới kinh luôn anh em ạ. Rất đẹp. Này mới kinh. Rồi 295 400 thùng này nè nha, 295 400. Rồi 296. Này con dây được đẹp mỗi con dây thôi.
máy chạy ok luôn em ơi. Nó là vít thạch cao, mã 296, 250 luôn. Vít thạch cao đây em ơi. Rồi 297, 900 luôn. Một con Makita 0830. Cái này bấm nó chứ không vô hết cỡ anh em nha, bây giờ tự dọn cái đây nha. Con này thì máy cái motor của nó chạy thì ok luôn, không nè một chút lửa nào luôn anh em nha. Con này 0830, hàng Madinja băng luôn, đục 17 ly, 1050W. Cái thùng nó hơi bởi, bởi dưới đây nha, cái thùng này bị bởi nha. Bởi tới cái dưới nè, nhưng mà vẫn bình thường thôi. Đấy, máy hoạt động ok luôn em nha, em không có bao chức năng đâu em nha. Chỉ là bao máy chạy thôi. Rồi 297, 900 cho mình luôn. Rồi 298. Rồi con này nó chạy em binh luôn em nha. Con này giá 500k rồi, chạy em binh nè. Con này chạy không đủ tua nè, con này là con Hitachi DH40SA 1050W. Con này nó chạy không đủ tua nè em nha. Đó, nó chạy không đủ tua. Rồi, con hình nó còn ok, em về dọn lại nè nó. Đấy, con này chạy ở bên em bán sát này nè em nha. Đó, 298 500k luôn. Bao ship anh em nha, không bao sắm anh em ơi, không bao gì hết. Rồi, 298 500 luôn. Rồi, con này thì lưỡi khôn trong này cũng khá nhiều anh em ơi. Đầu mỡ có luôn nè. Đầu mỡ này đầu này dặn được anh em nha, cũng hơi to đó. Đầu 10 ly anh em ơi. Con này đầu 10 ly, mỗi con cũng khá nhiều á. Đảo chiều. Đầu cổ ra vô bình thường em nha. Đây. Đó búa đây nha. Đấy, đầy đủ. Makita con này đầu kẹp 10 ly, nó là 400W. Rồi 299, 350k luôn. Rồi, mã 300. Có giá điện khác không? Mã 300 điện khác. Rồi, con này không chạy bắn sát ở đây nha. Mã 300. Đấy, không chạy. Đây. Con này không chạy bán sát ở đây mà gắm điện vô nó không chạy đâu anh em nha, nhưng mà em không có dọn anh em nha. Hàng bên em là bây giờ về sao đưa đi vậy luôn. Gắm điện vô là điếc luôn rồi anh em nha. Đây nè. Rồi, không có tín hiệu. Đấy, bán sát anh em về tự dọn nha. Rồi, mã 300 giá 400k bao ship anh em nha. Một thùng này. Hai cái tay bị mất rồi. Thùng máy điện nằm giữa đó, thùng máy điện. Rồi 301, 300k luôn. Con Hitachi cương kiếm nè. Rồi con này chạy ok nè. Có điều tốc, đầu kẹp lưỡi có.
mất cái đầu chụp này thôi. Anh em giờ nhà đổ lại cái đầu chụp chụp của cứ kiếm nha. Hitachi điều cấp tay. Mã 301 300k luôn. Rồi 302 con Makita này đầy đủ này mà 450 luôn. Rồi con này là con Makita 1430W đầy đủ anh em nha, này nó là đầy đủ, không có thiếu đâu, kiện chạy ok luôn, có điều tốt luôn anh em nha, mã 302 450 luôn, hết máy điện không? Còn cái con bự bán quay cuối cùng này, rồi con này cũng là mát luôn, bắn đinh vít thật cao anh em nha, bắn vít thật cao, mát 12V, đây. Mát 12V. Mát 12V anh em nha. Rồi một thùng này như hình. Bao nhiêu vậy? 303. Rồi 303, 300k luôn. Là bao ship không bao sóng anh em nha. Mặt hàng nó mà bao ship thôi. Rồi con này bắn đinh 304 Hitachi RT 1150 Hitachi RT 1150 nha. Đây nó bắn đinh U đây nè. Có cái đinh này. Nó bắn đinh U này nha, đinh U. Cũng to lắm. Cũng to lắm. Nó bắn đinh U cũng to lắm. Rồi một thùng. Rồi 304 con này bao ship không bao gì hết anh em nha, hàng này. Rồi 305. Con này mắc. Con này bình hộp anh em ơi. Đấy, nó nằm trong thùng thì em bán thôi chứ thùng nó mà nằm ở ngoài là em bỏ mấy cái chai hết rồi. Hàng thùng em mới bán thôi, mấy cái đinh hộp này coi như là bán nó chậm á. Cho nên này mấy con nào nằm trong hộp em mới bán. Này anh em giờ dọn lại khúc này nha, à, hơi xét xét. Rồi. Mát 550. Một cái thùng 305 200k, bao ship không bao sẵn nha. Rồi 306 200 luôn. Con này còn đinh luôn em nha. Nguyên dây băng đinh. Mắt con này 540. Đi cái con máy bộ vừa vừa. Rồi 306. Con này 306 200k luôn. Rồi con này là con mài lưỡi bào đây nha, mài loại lớn luôn, to luôn. Quay. Không bởi con bởi gì anh em nha, chỉ bởi cái nắp nhựa trên thôi. Nắp nhựa này như là cái gì á. Mài bên này là một viên đá nè, viên đá màu trắng này anh em nha. Đây là một viên đá màu trắng này, viên đá này còn ok nha. Còn cái này thì nó hơi lấm lởm miếng ở đây. Đây. Hơi lấm lởm này anh em ha. Bữa giờ nhà nó còn nguyên vẹn luôn á, nhưng mà em bỏ xuống chuột nó gặm hơn tí xíu rồi. Đó, nó bị lấm lởm này. Ở trong này thì còn láng này. Rồi. Còn tử. Cái này xoay tới xoay lui được anh em nha. Cái này đuôi vô này quẳng quẳng mày được nè. Cái này đuôi vô này nè. Đó. Mày nè. Con này đuôi thẳng như đây. Đó, quay mà này ra vô anh em nha. Quay cái này ra vô đây. Cái này đuôi vô quay ra dài lại này đuôi vô. Nói chung là anh em nào anh em về cứ nhận dạng cái này anh em nha. Tự điều phối chức năng.
Mày dao mày kéo lên đi nha. Mày sao luôn. Đó giờ mang máy ra chưa, bây giờ xài máy luôn á. Tại nhà nhà em không có gì để xài. Kéo đang cắt được mày hết cắt luôn này. Bao biến luôn anh em nha, đó. Nên thấy giờ bao biến luôn đấy. Mày quát bao biến luôn. Rồi con này nó nặng 35 kg anh em nha. Con này nó hàng của electronic gì đây, quay quay lại xe nó mờ quá anh em ơi, hình như là 300W hay sao anh em nha, em thấy số 300W luôn nè, nó không có làm gì tới 300W mà chạy cửa kiểu này, mấy mày mày hợp kim đồ làm sao mà chạy được 300W được, bao nặng luôn em nha, 35 kg, 307. Rồi con này 3.300.000 anh em nha, 3.300.000, 307, 3.300.000, bao ship anh em ơi, đó, bao ship bao sẵn luôn, em về dọn làm lại anh em ơi, con này đủ một kim, làm thùng dính 307, 3.300.000 luôn. Rồi 308 200 luôn. Con này nó đinh tào lao anh em ơi. Này đinh mày đinh đinh 90 đinh cỏ gì đây nè. Đinh này về bán cho chai không lỗ đâu em ơi. 308 200k luôn. Bao ship không bao sống đâu anh em nha. Mấy hàng đinh này không bao sống đâu. Rồi 309. Vừa đủ 310 nghĩ luôn á. Rồi con này Makita nè, đinh con này cái cọ bớt không được nè anh em ơi. Đó, ra vô luôn rồi. Makita không biết đinh gì. Có mấy cây lục giác ở đây, gỡ đồ gì đây. Rồi. 309 200 luôn. Nhắc cho lính được đinh. Rồi 310 200 luôn. Rồi, con này thì ok là có kính là ok anh em nha. Đó. Lấy kính về làm cho nó an toàn anh em. Đây Hitachi NV50AZ. Rồi kết thúc chương trình là con cuối cùng luôn. Sáng nay em lên 30 mã này thôi anh em nha, 310 200 cho. Con là con cuối cùng. Rồi em sáng hôm nay lên nhiêu đây, em kết thúc video ở đây. Chúc anh em một ngày mới nhiều sức khỏe hơn và hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo nha.